Oppo F1S. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Gương mặt tiếp theo đây chắc chắn sẽ gây được ấn tượng mạnh cho khán giả cùng các vị huấn luyện viên với sự bùi bẩm và cá tính của mình. Xin chào quý vị khán giả, mình là Đinh Đức Thảo, mình đến từ tỉnh Lâm Đồng. Hiện tại công việc của mình thì đang là kinh doanh và chủ yếu là đi hát. Nhưng mà mình cũng đã được tiếp xúc với công việc sáng tác cách đây khoảng 6-7 năm gì đấy. Do là mình có học trong một ngôi trường, đó là trường Đại học Văn hóa, chuyên ngành âm nhạc thì có bộ môn sáng tác. Thì lúc đó thì mình cũng có viết được một số ca khúc. Nhưng mà về sau này thì bắt đầu mình cảm nhận được âm nhạc càng ngày càng phát triển và những bạn nghệ sĩ trẻ càng ngày cũng càng tài năng hơn. Nghệ sĩ thì cần phải đa dạng, hoàn hảo hơn trong nhiều lĩnh vực. Cho nên mình bắt đầu nghiên cứu thêm về sáng tác và rất là may mắn vì mình đã phát hiện ra cuộc thi Sing My Song rất là giống như những gì mình suy nghĩ. Đó là một người vừa có thể hát, vừa có thể sáng tác và đặc biệt hơn là có thể chơi nhạc cụ và hòa âm phối khí nữa. Đó chính là cái hướng đi mà mình mong muốn đến hướng đến. Và ca khúc lần này mình muốn gửi đến quý vị khán giả là một bài hát mình viết về chủ đề xã hội. Nó có tựa đề là Tại sao vẫn thế? Đó là một câu hỏi mà rất là nhiều người thường hay hỏi nhưng mà cũng không nhiều người trả lời được. Và Thảo thấy là bài hát này nó có một thông điệp rất là rõ ràng. Thay vì chỉ nhìn và suy nghĩ thôi thì hãy hành động. Hãy hành động, hãy có một cái hành động nào đó thiết thực để có thể thay đổi ít nhiều. Thì nó sẽ tác động đến cái chuyện đó, làm cho tất cả mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn và nó có mang tính tích cực hơn. Chào Thảo. Chào rất lâu Khánh. Là kể từ sau khi mà anh em mình gặp nhau thì bây giờ mới gặp lại Thảo ở đây. Rất lâu rồi. Rất lâu đúng không? Rồi em có một lần gặp anh Khang trong trò chơi âm nhạc đúng không? Em có nói là em có viết một bài mà hơi mang tính giải cứu thế giới. Đó, đó. Đấy, hôm nay có mang giải cứu thế giới nè. Hôm nay em sẽ hát bài hát đó nhưng mà có chỉnh sửa lại một chút để phù hợp hơn với lại hiện tại. Hay quá rồi. Bây giờ rất là nôn nóng rồi. Tự tin. Cố gắng nhé. Chỉ còn một ít phút nữa thôi thì sẽ bước lên sân khấu. Cảm giác rất là hồi hộp và rất là thích thú. Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Thảo coi Sing My Song như một khóa học tuyệt vời về khả năng sáng tác. Và Thảo mong muốn là mình giới thiệu càng được nhiều bài hát của mình càng tốt. Và sẽ cháy hết mình với bài hát này. Kiêu xa như là ma, một mình mơ mãi những giấc mơ ngu ngơ lơ mơ như trẻ thơ. Loài người đánh rơi trái tim yêu thương vui sâu trong màn xưa, một mình hóa điên bàng hoàng nhận ra trong gương không là ta. Mơ, ta ngu ngơ làm thơ vu vơ, trở từng giấc mơ đến nơi chơ vơ, cho lòng người nên thơ cuộc sống bớt nhớ. Bay, ta luôn muốn được bay cao, cùng khát khao dâng trào, mà cứ sao đời vẫn chưa trao. Vì sao vẫn thế, tại sao vẫn thế, vẫn nhìn, vẫn thơ dài, chờ đợi ai nữa, đừng chờ chi nữa. Xa như là ma, một mình hóa điên bàng hoàng nhận ra trong gương không là ta. Vì sao vẫn thế, tại sao vẫn thế, vẫn nhìn vẫn thở dài, chờ đợi ai nữa, đừng chờ chi nữa. Trường đứng im giữa đường, trái tim thơ dại, cánh tay khép lại, chính ta thất bại. Vì sao vẫn thế, tại sao vẫn thế, vẫn nhìn vẫn thơ dại, chờ đợi ai nữa, đừng chờ chi nữa.
Chào em. Chị thật là kinh ngạc khi mà chỉ có mỗi mình chị chọn em. Hơi mừng khi mà chị đưa ra quyết định thì mọi người mừng, tại vì nếu mà để em bị loại cũng rất là tiếc. Tôi hy vọng là về với Giang Son ấy thì cái phần ca từ ấy mình sẽ đẩy lên. Tôi không nói là ý thơ hay ý văn gì ở đây cả, nhưng khi bạn đặt ra một cái rất là ghê gớm, tức là loài người, bạn phủ nhận tất cả và bạn có một cái gì đó đúng không, thì cái câu của bạn phải giải quyết. Ví dụ nhà Rock chẳng hạn, tính triết lý của nhà Rock là gì? Họ không thể nào mà anh yêu em đau đớn xót xa trái tim các thứ rồi mọi thứ được cả. Với cái ngôn ngữ, đặc biệt là nếu như chúng ta học tiếng Anh tốt ấy, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ không thể dịch nổi, bởi vì tính triết lý, cái tính tư duy của họ rất là ghê, và đôi khi họ phải dùng tiếng Anh cổ đó để họ lột tả được cái của họ. Bây giờ tinh thần của em, loài người chìm trong cái u tối, cái gì đó kêu xa như là ma như này, xong em giải quyết toàn bằng những thứ kia, đó là tôi không thể ấn được. Nhưng về sau thì tôi nghĩ là Giáng Son chọn thì tôi cũng muốn là thông qua một cái chương trình để tôi thấy là với một cái tinh thần như này, chúng ta phải làm lại tinh thần. Có một cái câu mà anh nãy giờ anh có thắc mắc mà kêu xa như là ma, em giải thích đi, ý là gì, anh tò mò lắm. Lần đầu tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào trân trọng đến 4 vị huấn luyện viên và tất quý cả quý vị khán giả. Thực ra thì theo quan điểm cá nhân của em thì u mê kiêu sa như là ma, nó có một cái gì đấy nó rất là làm cho người ta mê mẩn. U mê cái kiêu sa đó nó như là ma vậy thôi. Đó là lý do vì sao em cảm thấy là những bài hát được viết ra với những ẩn ý thì thực sự là có rất nhiều người bình, và mỗi người bình và hiểu theo một kiểu khác nhau. Thì em nghĩ đấy cũng là một cái hay khi mà mình không nên giải thích bài hát của mình. Cho tôi hỏi là bạn có phải là nhóm nhạc Islam ngày xưa không? Dạ đúng rồi. Bây giờ tôi nói như này nhé, bạn là người mà đã đi diễn rất là nhiều, và bây giờ tôi cũng rất là bất ngờ, và tôi cũng biết là các bạn cũng biết là rất là nhiều. Nhưng khi mình đặt một cái vấn đề nó rất là to tát thì mình phải giải quyết, nó sẽ phải sang một cái hướng, tức là nó sẽ phải có một cái gì đó nó giải quyết được cái phần một của bạn. Bạn có hiểu không? Còn hoàn toàn là tôi với con người tôi, không phải là vì từ tôi từ vùng khác đến. Tôi là người hiểu tiếng Việt và tôi yêu tiếng Việt đến tận cùng. Không phải em như vậy, nhưng đó. Mà em chính bản thân em cũng đang cảm thấy là bài hát của em ở cái khúc sau giải quyết vấn đề cũng chưa thực sự tốt. Và anh Sơn nói là đúng với những gì em suy nghĩ. Và đó là một cái em cảm thấy là mình vẫn đang còn thiếu, và em tìm đến cuộc thi để gặp những vị tiền bối để có thể hướng dẫn chỉ đường cho mình hoàn thiện bản thân hơn ạ. Vâng, tôi nghĩ đó là một cái điều đúng mà bạn đã làm, và chính vì vậy đến những cái phút cuối cùng thì tôi đã ấn chọn bạn, vì tôi cảm thấy rằng là rõ ràng là bạn có khả năng sáng tác. Đương nhiên những cái vấn đề bạn đưa ra thì cũng như phần lời, quả thực là trong những cái lúc nào đấy mình buồn chán, mình tự nhiên mình thất vọng ở cuộc đời thì đôi khi mình vơ đũa cả nắm, mình gọi là loài người luôn chứ không phải một số người. Tôi tin rằng là khi mà bạn về đội tôi thì chúng ta sẽ làm việc với nhau về, đương nhiên về phần nhạc và phần lời, và tôi rất là hy vọng các huấn luyện viên sẽ đồng ý với tôi. Chúc mừng chị Giang Son. Dạ, xin cảm ơn mọi người. Cho tay anh bắt tay một thành viên của Instagram, anh nhìn không nhận ra luôn. Lâu lắm rồi. Một chương trình Thảo cảm thấy là rất là ý nghĩa. Nó thực sự nó đang sàng lọc và đang cho mọi người biết được thực sự mình đang đứng ở đâu. Và Thảo thấy là mình vẫn còn rất là nhiều thiếu sót và cần phải học tập thêm.